Chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc đây và cảm ơn các bạn đã quay lại học đàn cùng Lộc nhé. Và hôm nay là bài thứ 5 rồi, rất là tuyệt vời vì các bạn khao khát học đàn và khao khát trở thành một người tuyệt vời trong môn guitar này. Thì hôm nay Lộc sẽ dạy các bạn áp dụng cái điệu blues mà chúng ta học từ cái bài trước vào một cái bài hát. Và Lộc sử dụng cái bài hát thánh ca rất là nổi tiếng, bài Giêsu yêu ngài hơn cả mọi điều. Các bạn đã nghe thấy chị Tina hát cái bài này và được các người khác hát lại nữa, thì cái bài này đã rất là nổi tiếng rồi. Vì Lộc muốn là lấy một cái bài nổi tiếng như thế này để cho nó đáp ứng được cái yêu cầu, một yêu cầu đó là muốn đánh một bài hát, muốn điện đàn được cho bài một bài hát, muốn chơi một bài hát thì các bạn phải biết hát bài hát đó đã, thì Lộc lấy cái bài này nổi tiếng thì Lộc tin chắc là các bạn, Lộc tin chắc rằng rất nhiều các bạn đã biết hát cái bài này rồi, thì chúng ta sẽ không phải nặng gánh trong việc học một bài hát. Thì các bạn muốn học chơi đàn với cái bài hát nào thì trước tiên hãy học hát được cái bài hát đó đã, chính bạn phải hát được. Có thể là hát không hay, có thể là hát không chuẩn nốt, nhưng mà phải hát được và hiểu được cái tiết tấu, cái nhạc của nó để có thể chơi được nó. Đấy. Thì chỉ có cách duy nhất là các bạn phải cố gắng hát theo cái người ca sĩ thôi. Và bài đó mà các bạn có những bài hát nào mà chưa biết chơi, và các bạn muốn Lộc hướng dẫn, thì các bạn cứ yêu cầu comment vào bên dưới thì mình sẽ làm những cái video để chia sẻ để hướng dẫn các bạn để có thể chơi được những bài hát. Thì cái bài ngày hôm nay thì cái bài này là một bài cũng khá là hay, và nó cũng tương đối là khó chứ không phải là dễ, không phải là khó quá nhưng mà cũng khá khó. Và yêu cầu là các bạn phải hát được rồi, và yêu cầu thứ hai là các bạn phải đánh được cái điệu blues, là nó phải đúng nhịp và đều nhịp như thế này, điệu quạt. Đúng không? Đấy là điệu đơn giản. Các bạn Lộc cũng có dạy các bạn điệu nâng cao, đúng không? Đấy là điệu nâng cao. Thì các bạn phải cố đánh được cái đều nhịp như vậy thì các bạn áp dụng được cái bài này. Thì trong cái bài này Lộc sẽ cố gắng nâng cao các bạn thêm một chút nữa về cái điệu blues. Lộc sẽ hướng dẫn một số bài thì Lộc sẽ nâng cao dần dần để các bạn có thể hiểu được và lắm được. Thì trong cái bài hát này, thực tế ra để chơi được bài này hay nhất thì nên đánh điệu ballad kết hợp với blues. Có lúc ta sẽ chơi ballad, có lúc ta sẽ chơi blues. Nhưng mà các bạn thì chưa biết chơi ballad thì cứ học blues đi. Sau này học ballad, Lộc sẽ hướng dẫn cái bài này để các bạn hoàn thiện cái bài này và có thể finger solo được bài này nữa. Thì chúng ta sẽ học bài này với cái trùm âm đô trưởng, là các trùm âm mà Lộc đã dạy các bạn rồi, đúng không? Các bạn phải nhớ là trong trùm âm đô trưởng, đúng không? Có đô trưởng này, có pha trưởng này, đúng không? Có son trưởng, có la thứ, có mi thứ và có dây thứ. Sở dĩ nó gọi cái bài này là bài khá khó bởi vì sao? Bởi vì cái bài này nó sẽ sử dụng hết tất cả các hợp âm này, và nó thêm một số hợp âm nâng cao nữa. Thì Lộc sẽ cố gắng chia sẻ các bạn nếu có thể. Thì chúng ta sẽ nghe Lộc làm mẫu một lần nhé. Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều, vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi? Chúa con nguyện yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất ngài, lòng sẽ không bao giờ xa. Đánh cơ bản cho cái bài này nó là như thế. Thì nó hát cũng hay nhưng mà các bạn chủ yếu là học đàn thôi nhá. Thì cái câu đầu tiên này, chúng ta sẽ chạy 3 hợp âm. Âm thứ nhất là âm đô trưởng, âm thứ hai là son trưởng và về la thứ. Thì câu đầu tiên là đô trưởng, son trưởng và la thứ. Đô trưởng các bạn đánh một lần 4 phách, son trưởng đánh một lần 4 phách, còn la thứ thì đánh 2 lần 4 phách. Các bạn nghe Lộc đánh nhá. Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều. Đấy, 2 lần 4 phách cho cái la thứ nhá. Các bạn nhá, 2 lần 4 phách cho cái la thứ. Là do
lên son đô son na na. Là chưa? Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều. Đấy, thế là xong câu đầu tiên nhé. Câu thứ hai, các bạn sẽ đánh pha trưởng, đô trưởng và dê thứ. Và dê thứ nhá. Đầu tiên là pha trưởng một lần bốn phách. Thứ hai là đô trưởng một lần bốn phách. Và thứ ba là dê thứ. Đấy. Rồi đến son trưởng một lần bốn phách. Tức là cái câu thứ hai là các bạn đánh 4 gam. Hợp thứ nhất là pha trưởng. Hợp thứ hai là đô trưởng. Hợp thứ ba là dê thứ. Hợp thứ tư là son trưởng. Và mỗi một hợp âm này các bạn đánh một lần bốn phách. Nhớ ạ, đúng là một phách đủ. Và đầu tiên là đi pha này. Vàng có nghĩa gì đô, thế giới kia dê chi son. Được chưa, làm lại nhá. Vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi, đúng không? Và đánh đủ dê thứ ta về son, đúng chưa? Đấy là hết hai câu đầu tiên này. Chúng ta sẽ làm lại hai câu đầu tiên này nhé. Đầu tiên là vào đô son na thứ, đúng không? Sau đó đến pha đô dê thứ rồi về son. Thì cái hợp âm bài này nó không theo hợp âm vòng, nó hơi khó, thì các bạn nên chép ra giấy hoặc là chụp ảnh bằng iPad điện thoại các bạn, hoặc là các bạn có thể mở máy tính lên và xem, hoặc là vào hợp âm chuẩn đấy các bạn lấy cái chùm đô trưởng cho cái bài này để đánh. Chứ học thuộc cái bài này thì ngay đầu tiên các bạn không thể học thuộc được. Đô lên son ta đánh là hai lần na. Phà có nghĩa đủ dễ đến ta về son. Hết hai câu đầu tiên, thấy chưa? Ghép lời à. Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều. Na hai lần đúng không? Không hát. Vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi. Dễ mà đúng không? Lòng tin là các bạn sẽ tập được. Tiếp theo tiếp theo thì chúng ta sẽ lặp lại cái trường khúc này. Đầu tiên vẫn vào đô. Cái đoạn lặp lại này giống hết cái đoạn đầu nhưng mà vẫn vào đô. Nhưng về sau nó không vào đô nữa mà nó vào mi. Và cái mi này nó là mi 7 các bạn ạ. Mi này nó là mi thứ 7. Mi thứ 7. Thì các bạn mi thứ 7 đấy thì các bạn thì mi thứ 7 thì các bạn đánh cho mình thêm một nốt dê, một nốt dê. Thì các bạn không chưa biết nốt dê ở đâu đâu thì các bạn cứ đánh cho mình cái ngón vào dây số 2, ngăn số 3 và dùng hai ngón này bấm mi thứ bình thường. Mi thứ các bạn bấm bình thường. Và thêm một nốt số 3, một nốt số 3 của ngăn của dây thứ 2 ngăn số 3. Hoặc là các bạn có thể đánh bằng hai ngón này rồi, đúng không? Thì ngón út các bạn sẽ làm việc đấy. Vẫn là dây số 2 ngăn số 3. Để lấy một nốt dê cho mi thứ thì sẽ là mi thứ 7. Các bạn biết là đoạn đầu tiên là đô, sau là đô, xong đô sẽ về son. Nhưng bây giờ không, từ đô ta không về son nữa mà ta về mi thứ 7. Mi thứ 7 cho nó đổi màu vì đầu tiên là trưởng, về sau là thứ. Và na thứ, sau đó về, sau mi thứ 7 các bạn về na thứ. Đúng không? Về na thứ vẫn đánh hai lần. Thì có nghĩa là Chúa con nguyện yêu cha hết lòng. Hai lần na, đúng không? Thì câu đầu tiên ấy, hai lần na đúng chưa? Tiếp theo câu này, dê thứ này. Sẽ không bao giờ để mất ngài, lòng sẽ không bao giờ xa rời ngài. Đúng không? Câu này nó là về đoạn kết. Nó về đoạn kết thì nó phải đảo đi. Đô trưởng về pha, về son, về đô trưởng. Đấy chưa? Câu thứ nhất là đô, mi thứ 7, la. Câu thứ hai, dê thứ 7, đô, pha, son, đô. Câu thứ hai là dê thứ 7, đô, pha, son, đô. Các bạn nhớ chưa? Mỗi gam, mỗi hợp âm đánh một lần bốn phách, chỉ có la thứ là đánh hai lần bốn phách mà thôi. Đấy là chỉ có la thứ là đánh hai lần bốn phách mà thôi.
Dây thứ bảy này. Sẽ không bao giờ đi mất ngài đôi rồi, sẽ không bao giờ xa rời ngài. Dễ không? Dễ nhá, bây giờ mình làm lại từ đầu này. Bây giờ vào đô nhỉ. Đô sang mi thứ bảy về là hai lần na này. Dê thứ bảy đến đô pha son đô. Nhá, ghép lời này. Chúa con nguyện yêu cha hết lòng. Hai lần na. Sẽ không bao giờ đưa mất ngài, sẽ không bao giờ xa son người ngài. Thì bạn thấy là mình son mình kéo pha lên luôn đúng không? Thì lần trước mình có dạy các bạn rồi, nhưng mà các bạn cảm thấy là cái son này khó quá thì các bạn đánh pha về son này nhá. Son này, đúng chưa? Nhấc ra và bám lại luôn. Thì nó rất là khó như vậy thì các bạn phải tập cái ba bài trước, các bạn phải tập thật là kỹ thì hẳn vào cái bài này, không các bạn đã cảm thấy nổ não đấy, nổ não đấy nhá, não sẽ căng lắm không thể học được đâu. Đô đến son ta đánh vì là khúc đầu tiên đúng không, hai lần na luôn luôn là hai lần na. Và ta đánh đô dê thứ xong về son. Ok, khúc đầu tiên nhá, xong nhá, khúc đầu tiên là xong nhá. Bây giờ ta đang khúc thứ hai này, vẫn là đô nhưng mà mi thứ về là đúng rồi, không phải vì son nữa, hai lần na. Dê thứ bảy đến đô pha son đô. Ok, ghép lời này. Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều, hai lần na. Vàng có nghĩa gì đô, thế giới kia là chi son đô. Chúa con nguyện yêu cha hết lòng, na thứ hai lần na thứ. Mi sẽ về mất ngài, pha không bao giờ xa rời ngài, đúng không? Rất dễ, rất là dễ. Các bạn tập đấy, cảm thấy khó quá các bạn hát thật chậm lại, hát thật chậm này. Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều, vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi. Chúa con nguyện yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất ngài lòng, sẽ không bao giờ xa rời ngài. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ sang điệp khúc. Thì các bạn phải nhớ là cái chỗ này nó có một cái hợp âm đô. Đô là hợp âm chủ âm đấy. Nó sẽ bị dài 4 lần. Sẽ không bao giờ xa rời ngài, đánh 4 lần. Chưa? Đánh 4 lần. Đánh 4 lần cho hợp âm đô ở chữ ngài, bắt đầu chữ ngài. 4 lần. Thì đánh vào lần thứ 3 các bạn sẽ hát tình yêu cho con lớn. Thế này. 4 lần 4 phách của điệu blues nhá, các bạn đánh như lộc thì 4 lần. Thì lộc sẽ mô phỏng cho các bạn. Chữ ngài các bạn đánh ngài là 1 lần. Sẽ không bao giờ đêm, sẽ không bao giờ xa rời ngài. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Tình yêu cha quá lớn. Các bạn hiểu chưa? Cái lần thứ tư các bạn đánh này, cái lần thứ tư bạn đánh là dây bát phát là dây bát xong. Tình yêu cha quá lớn, nhớ chưa? Tình yêu cha quá lớn. Đấy, các bạn đánh nhá. Cái câu hát chữ tình, cái chữ tình ấy nó vào cái phách thứ hai, tức là cái ngón mình móc lên là tình yêu cha quá lớn. Là các bạn phải bấm ngay vào pha trưởng và đánh bát của dây pha là quá lớn, nhấn đúng chữ quá, nhớ chưa? Đoạn này nó hơi khó bởi vì các bạn phải chờ nhịp. Nếu các bạn không chuẩn nhịp, không giữ được nhịp thì các bạn sẽ sai nhịp ở chỗ này và cái người hát sẽ, họ sẽ bị sai nhá. Các bạn thế này, hai lần, ba lần,
bốn tình yêu cha quá lớn, nhớ chưa? Nhớ như thế nhá. Tập đi tập lại các đoạn này nếu các bạn cảm giác bạn không nối được vào được nha. Tình yêu cha quá lớn, lớn nào hơn cả thiên đàng, lòng thương xót cứ chưa thắm sâu hơn biển hồ. Đấy là khúc đầu tiên của điệp khúc. Thì đầu tiên các bạn về pha son và đô. Đấy, các bạn thấy cấu trúc pha son đô lặp lại hay không? Tình yêu cha quá là vào pha đúng không? Lớn nào hơn là son, cả thiên đà, thiên là vào đô đúng chưa? Thiên vào đô đúng chưa? Thiên đàng. Thì đến cái đô thứ hai, đến cái đô thứ hai, sau đó bạn đánh hai lần đô, chỗ này bạn đánh hai lần đô. Lòng thương xót cứu chúa, tức là làm lại y như tình yêu. Tình yêu cha, tình, đúng không? Tình yêu là cái chữ tình yêu cha quá lớn, thì cái chữ tình là bạn bấm vào dây này đúng không? Chữ tình bấm này. Thì cái câu thứ hai vẫn là lòng thương xót chúa. Câu thứ hai là lòng thương xót cứu chúa đúng không? Thì các bạn lòng thương xót cứu chúa, nhớ chưa? Vẫn là như thế, lặp lại cái tình yêu cha quá lớn thôi, nhưng mà đổi thành lời là lòng thương xót cứu chúa nha. Và các bạn từ pha, các bạn không về son và sang đô nữa, mà các bạn bây giờ các bạn phải từ pha về la thứ và lại về son nha. Tình yêu lòng thương xót cứu chúa thắm sâu hơn biển hồ. Ok, làm lại từ đầu điệp khúc nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ là đô thứ tư đúng không? Đô thứ tư. Đô tình yêu cha quá lớn, lớn son thiên đàng, lòng thương xót cứu chúa, các bạn thấy chưa? Thắm sâu hơn biển hồ. Các bạn phải nhớ là cái này nó không chẵn nhịp đâu, nó không chẵn nhịp, tức là không phải đánh bát thì các bạn hát, mà các bạn phải đánh bát xong, đánh là phách thứ hai các bạn mới hát. Đấy, thì các bạn nhớ này. Tình yêu cha quá lớn, lớn nào hơn cả thiên đàng, lòng thương xót cứu chúa thắm sâu hơn biển hồ. Đấy, lộc tin là các bạn có thể hiểu được. Đấy, nó chỉ như vậy thôi, cứ là phách thứ hai các bạn đi hát. Phách thứ hai của đánh bát đô xong, đánh phách thứ hai là các bạn hát tình. Đánh bát đô xong, đánh phách thứ hai các bạn đánh lòng thương xót, hát lòng thương xót vào nha. Thì đó là cái khúc thứ nhất. Khúc thứ hai sẽ là và ân điển quý giá, thì các bạn đã nên thắm sâu hơn biển hồ. Lúc này các bạn đang ở son hồ, đi hết bốn phách cho son, sau đó lặp lại và ân điển quý giá đúng không? Lúc đấy các bạn chạy đô sang pha, bây giờ là bạn vẫn ở son, các bạn chạy từ son sang pha. Và nếu như các bạn muốn hay thì các bạn có thể đang đánh thắm sâu hơn biển hồ, đang ở son không, các bạn về đô và ân điển quý giá. Các bạn hiểu ý mình nói không nhỉ? Tức là cái phách thứ hai các bạn mới hát chữ và, tức là cái phách thứ hai các bạn mới hát chữ và, nhưng mà cái phách thứ hai này thì các bạn đang đánh là dây son, đang đánh nốt son, nói chưa, đánh dây son buông này đúng không? Các bạn cứ bấm hợp âm xem con này đánh dây son buông. Các bạn đổi sang đô thì dây son này vẫn buông. Các bạn ạ, hiểu ý mình nói không nhỉ? Thì các bạn đánh là các bạn chèn cho mình thêm một hợp âm đô vào nữa vào cái chỗ này, và ân điển quý giá, để nó lặp lại những cái câu tình yêu cho quá lớn cho các bạn dễ đánh. Ý mình là như thế. Thắm sâu hơn biển hồ và ân điển quý giá. Như thế thì các bạn phải buộc các bạn phải chạy nhiều âm hơn, chạy nhiều âm nó khó hơn nhưng nó sẽ hay hơn nhá. Thì nó chỉ lặp lại là đánh bát xong các bạn đánh 2 3 4 thế thôi. Đánh bát xong đánh 2 3 4. Nhờ đúng không? Cứ chưa thắm sâu hơn biển hồ sang đô này. Và ân điển quý giá. Đúng chưa? Dễ mà. Đấy. Thì các bạn sang vào chữ quý giá là vào chữ quý giá là pha này. Thì pha này đánh hai lần. Quý giá bao la hơn các mỹ thứ thiên nga. Nhá.
Câu thứ hai là bao la hơn cả thế giới này nè, quý giá bao la hơn cả thế giới này. Có nghĩa là đánh pha mi thứ bảy và la thứ. Rồi, và cái câu cuối cùng, rời ngài sẽ không bao giờ để mất ngài, lòng sẽ không bao giờ xa rời ngài. Trong cái bài hát này có hai câu này. Câu thứ nhất là cái câu ở phía giữa để đẩy lên điệp khúc, và cái câu này được lặp lại để kết thúc điệp khúc. Trước khi vào điệp khúc bạn đã hát câu này rồi, và câu này là câu kết thúc điệp khúc, thì bạn hát lại câu này và hợp âm nó đánh như vậy. Nó sẽ là G, Đô, Pha, Son, Đô. Sẽ không bao giờ đi mất ngài, và sẽ không bao giờ xa để Đô. Giải tiếp một lần Đô nữa là hết bài hát, được chưa? Thì đấy là cái toàn bộ cái cấu trúc của bài hát này. Nó rất là dễ, và Lộc tin là Lộc chia sẻ như vậy là các bạn đã hiểu được cách chơi bài hát này rồi. Thì đấy là cách giải để cho các bạn có thể phân định được nhịp là phách mấy, đúng không? Thì quạt nó cũng như vậy thôi, các bạn cứ đánh 1 2 3 4, 1 2 3 4, Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều. Mình đánh hơi nhanh đúng không? Mình sẽ đánh chậm lại. Chúa ơn ngài thân ta lần ta, được chưa? Cứ thế. Đúng chưa? Các bạn nhớ lời nâng cao này. Đúng chưa? Đấy, đoạn nâng cao này. Cái bài trước nó chia sẻ với các bạn không? Chúa con nguyện yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ đi mất ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài. Đấy, nâng cao. Đúng chưa? Thì các bạn đánh hết cái câu đầu tiên này. Chúa ngài các mọi điều, và có nghĩa gì? Thế giới kia là chi? Chúa, từ đây các bạn anh nâng cao, được chưa? Được chưa? Từ đây à? Chúa con nguyện yêu cha hết lòng. Các bạn nhớ chuyển hợp âm thật đúng nhá. Chuyển hợp âm đúng là cứ đúng phách một, các bạn chuyển hợp âm đúng ngay. Đừng để tay trái chờ tay phải. Nếu các bạn còn chờ tay nhau, bạn chưa đánh được đúng nhịp, thì các bạn có thuộc bài hát này rồi, các bạn không thể đánh được bài hát này đâu. Phải tập bằng đàn trước, tập thật nhiều, các bạn sẽ bị lổ não nếu như bạn không tập kỹ. Chúa con nguyện yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài. Đấy, thì cái đoạn như thế. Thì cái đoạn điệp khúc đánh một cái điệu blues nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn, thì các bạn nào mà cảm thấy mình có đủ năng khiếu thì học. Thì đây là một điệu nâng cao mà các bạn cảm thấy bây giờ lão bạn đã căng lắm rồi ấy, thì tắt video rồi đi nhá. Một ngày nào đó các bạn hãy quay lại. Thì còn nếu như bây giờ các bạn cảm thấy các bạn chịu đựng được cái áp lực này thì các bạn học cùng Lộc nhá. Thì cái điệu blues lần trước chúng ta sẽ đánh là 1 2 3 4, 1 2 3 4, đúng không? Nâng cao lên thì nó là 1 2 3 4, đúng không? Thì là cái 3 4 các bạn đánh kép lên, đúng không? 3, đúng không? 3 và 4 luôn. Thì các đấy là đánh kép cho cái điệu lần trước. Thì cái nâng cao này thì mình, các bạn nhớ là nhịp 1. Nhịp 1 các bạn sẽ đánh vào dây bát, đúng không? Dây bát thì các bạn sẽ đánh này. Các bạn sẽ đánh tình yêu cha quá lớn, lớn nào hơn cả thiên đàng, thiên đàng. Thì các bạn chia nhỏ cái nhịp 1 của mình này rất là nhanh, tốc độ nó phải cực kỳ là nhanh để cho cái chữ thiên nó được nhấn lên, để cho nó dồn dập, để cho nó hay, để cho cái từ được cái nhấn vào cái chỗ nhịp một đó, nó thật sự nổi bật. Và các bạn phải ngoáy tay thật là nhanh cho cái nhịp một này, tập riêng nữa. Sẽ không bao giờ đi mất ngài, không bao giờ đi mất ngài, lòng sẽ không bao giờ xa.
nhịp, nó sẽ sai nhịp luôn, xé nhịp một này ra là cực kỳ khó. Bởi vì như thế nó mới hay được, nó mới hay, nó mới nhấn cho cái bài hát nó đi lên, nó đi lên. Mình sẽ biểu diễn các bạn xem thử. Quát cứ nhớ là nhịp một các bạn xé nó 4 lần và dập vào phách. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Thấy chưa? Như thế nhá, tập như thế cho mình à. 2 3 4 là đánh nguyên thế này, đúng chưa? Chia 1 là 4 phách và 2 3 4 đánh nguyên thế này thì sẽ hay hơn. Đấy, sau đó là các bạn đánh ví dụ vào chữ sẽ này. Sẽ không bao giờ để mất ngày, sẽ không bao giờ xa. Đấy chưa? Thì cái 3 bạn chia làm 2. Cái 3 là chia làm 2 rồi thì nó sẽ hay hơn. Dạy các bạn là mình đau tay quá rồi, bây giờ là phải đánh bằng móng. Mình sẽ dùng bóng để xử lý cái vấn đề này. Để xử lý cái này để mô phỏng các bạn hiểu. Móng này. Các bạn đánh 1. Anh một, một này, anh một, xuống lên xuống, xuống lên xuống lên, xuống lên xuống lên, còn anh này, thì cái nhịp một, còn anh còn móng nhá, là xuống lên, nhưng mà đánh thật nhanh, nhá. Tình yêu cha quá lớn, tình yêu cha quá lớn, lớn đau hơn cả tiếng đàn, cơ bản đúng không? Lòng thương xót cứ chua lưng cao, thắm sâu hơn biển hồ. Và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Đấy, sẽ không bao giờ đi mất ngày, lòng sẽ không bao giờ xa rời ngày. Đấy, đấy là cái cấu trúc bài hát như vậy. Bạn phải ngoái tay để lưng cái điệu này lên. Tình yêu cha quá lớn vẫn cơ bản, thiên đàng cơ bản thôi. Lòng thương xót cứu chúa, lòng thương xót cứu chúa, thắm sâu hơn biển hồ. Đến cái chỗ này bạn vẫn đánh cơ bản, nhưng mà đến chỗ này bạn phải đánh nâng cao này. Hồ là ân điển quý giá nâng cao, nâng ca tê sợi này. Sẽ không bao giờ để mất ngày, sẽ không bao giờ xa. Làm cho cái bài hát nó trở nên cao trào hơn, làm cho bài hát trở nên cao trào hơn. Thì cái này nó chỉ là cái nghệ thuật của cái tay phải thôi, nghệ thuật của tay phải thôi. Thì các bạn đánh được cái này. Thì cái tay trái, thì cái tay phải của bạn đã vững nhịp lắm rồi, nắm nhịp lắm rồi. Nếu bạn ngoái tay cũng không sợ sai nhịp đâu, nha. Tình yêu cha quá lớn, lớn nào hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu chúa, thắm sâu hơn biển hồ. Và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ đi mất ngài, sẽ không bao giờ xa rời ngài. Đây là mình pha ba lát vào rồi, thì nó mới ra cái tiết tấu nó gầm rú như vậy, nó sẽ phá banh đi cái bài hát, nó sang cái kiểu khác. Thì đó là cái chia sẻ của mình về các bài hôm nay. Mà biết là khó, nhưng mà cảm thấy khó quá. Thì nếu một ngày nào đó các bạn gặp Lộc ở đâu ấy, thì Lộc sẽ truyền tay bằng tay các bạn. Nếu các bạn cảm giác không đủ năng khiếu để học được cái điệu này, thì đó là cái video này nhá. Còn ba nát thì đánh bài này, nó sẽ như này này. Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều, yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất ngài, lòng sẽ không bao giờ xa rời ngài. Tình yêu cha quá lớn, lớn nào hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu chúa, thắm sâu hơn biển hồ. Và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất ngài,
không bao giờ xa rời ngài. Tình yêu cha quá lớn, lớn hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ đi mất ngài, lòng sẽ không bao giờ xa rời ngài. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất là nhiều. Chúa yêu ngài hơn cả mọi điều, vàng có nghĩa gì, vàng có nghĩa gì, vàng vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi. Con nguyện yêu cha hết lòng, lòng sẽ không bao giờ đi mất ngài, lòng sẽ không bao giờ xa rời ngài. Yêu cha quá lớn, lớn nào hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ đi mất ngài, lòng sẽ không bao giờ xa.